Xin chào các bạn đến kênh Tư Nhân TV. Mình đã có mặt ở tại cổng đền bà Đầm Giếng, xã Thượng Mỗ. Và hôm trước mình đã làm một cái video cái việc mà các đội thợ đang làm để hoàn thành cái chuẩn bị cho ngày rước. Hôm nay là sáng ngày 25 âm là rước Đức Bà về vị trí thờ cũ, và mai là sẽ rước của Chùa Sơn Đồng về. Thì mình đang có mặt ở cổng đền bà. Mình đang xem quay các bạn xem cái cảnh trong một quá trình đang làm toàn bộ hôm nay nhé các bạn. Đây là ngoài đường đang treo cờ rất là đẹp rồi để chuẩn bị cho ngày khánh thành các bạn. Đây là bên này là không gian, đây đường đi ra bên Tan Phượng này. Biển biển hộ là chào mừng quý vị đại biểu nhân dân về dự lễ khánh thành đền Đầm Giếng, xã Thượng Mỗ, huyện Đồng Thành, Hà Nội. Không gian đằng sau của cái đền bà này có một cái gọi là cái đường đê cộc này, cái đá rất đẹp các bạn. Và đây là cái cảnh mà bước vào trong sân hôm nay các bạn nhé. Hôm trước là mình cũng quay các bạn rồi, nhưng mà hôm trước là chưa có sơn hết và chưa có treo đèn lồng, thì hôm nay toàn bộ là treo đèn lồng rất là đẹp rồi các bạn, cờ quạt rất là đẹp rồi. Mình đang đi vào trong không gian này các bạn, bên này nó đang dọn dẹp và treo cờ thần nữa. Hôm nay thì các bạn thấy nó hoàn toàn khác rồi, hoàn toàn khác hôm trước các bạn. Đấy, chỉ trong vòng có mấy ngày thôi nhưng mà không khí trang trí làm ở đây rất là khẩn trương. Các đội ở thợ xây, thợ sơn rồi là các đội khác đều đang đi vào hoàn thiện. Và 10 giờ hôm nay thì là sẽ làm rước tượng lên chính đàn điện. Em nay làm đây em ơi. Thế sao không làm đi? Nắng ạ. À, nắng à, nghỉ à? À. À đây mũ hẳn giờ bắt đầu làm đây à, đây bức tranh vẽ đây à. À đấy các bạn xem bức tranh của cô vẽ đây. Sâu khoai đây. Đấy. Hôm trước là ngồi đâu gọi điện, anh có biết là ngồi trong trên tầng à, trên trong nằm điện à? Hôm trước quay đây đúng không? Mấy hôm trước cơ. À nay sang để làm trước 10 giờ quay thì quay tranh thủ cái không gian không khí. 10 giờ rước gì? Nhất chắc tượng của Đức Bà lên chỗ điện chính điện đấy. Chắc là hôm xây dựng là để dưới thì đấy. Đang là hoàn thiện đây tác phẩm cây đa. Cây đa bến nước sân đình đấy. Thế tác phẩm này em vẽ được bao ngày rồi? Em vẽ được 1 ngày thôi. Thầy ạ, đây đây ghi thêm cái hình ảnh đang hoàn thiện. Đấy các bạn. Đấy, hôm nay vào đấy toàn bộ cờ quạt đang rất là đẹp rồi. Mà chỉ còn ít phút nữa thôi là rước tượng của Đức Bà lên điện chính điện. Vì trong quá trình xây dựng phải để ở nhà dưới các bạn nhé. Hôm nay hoàn toàn đã khác hoàn toàn. Không gian lại có cờ, có khí thế hơn rất nhiều. Và ngày mai thì là cái ngày 26 tháng 2 âm lịch. Thì nhân dân xã Thượng Mỗ sẽ xuống Sơn Đồng ngày mai để rước 4 pho tượng về. Ở đây anh em đang ngồi giải lao. Đang treo cờ à? Đấy, đây bí thư đoàn xã đây. Cán bộ rất nhiệt tình, năng nổ trong công tác xã hội hóa, xã hội nhiều vấn đề. Xin chào Đạt. Vâng, chào chú. Đây này này, anh em đây có mấy anh em làm đây đông không? Đông lắm chú ạ. Đông à? Vâng. Để hoàn thiện khê trong kia chú ạ. À. Mà sáng mai là bắt đầu đi rước ở Sơn Đồng đúng không? Còn hôm nay là rước chắc Đức tựa Đức Bà lên chính điện đúng không? À. 10 giờ đầu rước ở đây đúng không? Sáng mai chắc hoành tráng nhỉ? Sáng mai mới có xe nào chú đi nhờ quay cái nhỉ? Có ngồi xe thì không? Vâng, chú ạ. Ừ. Thì mai có xe xếp cho chú ngồi cùng một xe nào chú quay cái. Vâng. Hôm nay ngày 25 tháng đấy. 2 à, chú vào đây cái nhé. Theo kế hoạch là chúng ta tổ chức dâng rước Đức Bà Cô Phi lên trên ngôi chính điện. Giờ này đây là ngôi đầm sen trước mình quay đi các bạn. Và nhân dân chúng ta đã có mặt tại đền làm công tác. Hôm nay là toàn thác rồi các bạn. Đây bên này là hồ nước trước mình quay đi các bạn. Trước khi chúng ta sẽ đây sơn màu cờ đài, ngọn cờ tổ quốc và ngọn cờ thần. Và kính mời cô Vũ Đức Thu và cô thủ tế sẽ là lửa tướng lên của chúng ta phong cờ. Và xin kính mời các cháu sẽ lên trên tướng tế là cầm hai cây long. Hai dãy cây rất đẹp. Hôm qua gia đình ông ta ở Vân Đồng ở thôn 1 là đã cung cái cây long rất đẹp. Và để hôm nay ta tổ chức cung Đức Bà Hoàng hậu lên trên tướng tế. Giờ vừa kể là chúng ta chuẩn bị chưa được Tết. Ban nghi lễ của ông Đàm Văn Muộn là chưa kiểm tra cái tên dân vừa cho nên đây là ông ta là tâm mưu con đàn để nghe lời dân. Nó gọi là chúng ta là sơ xuất một chút, nhưng mà ảnh hưởng đến giờ rất chúng ta không biết.
đó là một kinh nghiệm. Các cái bộ phận chúng ta phải kiểm tra toàn bộ vũ trụ của chúng ta, tại khi đó chúng ta phải dây như thế nào, đặt ra sao ta phải kiểm tra từ hôm qua. Công tác chuẩn bị treo cờ các bạn. Bên cờ thần, bên cờ tổ quốc. Đây là ông Đàm Văn Muộn đang chuẩn bị treo cờ thần. Vừa qua anh em vớt đôi mì. Cái kia phải hạ xuống cái kia, vì to quá. Đấy. Công tác chuẩn bị các bạn để rước tượng của Đức Bà lên chính điện. Đang chuẩn bị chuyển thượng cờ các bạn. Rồi bên tổ quốc bên trái và cờ thần bên phải. Để chuẩn bị cho cái lễ rước 10 giờ sáng nay rước Đức Bà lên chính điện. Và ngày mai là ngày 26 tháng 2 âm thì nhân dân Thượng Mỗ sẽ về thần sân đồng để rước bốn pho tượng về đền Bà. Thế là đang các khâu tổ chức của các cụ và thanh niên xã đoàn đang làm công tác để thượng cờ. Bắt đầu đã được thượng cờ các bạn. Bên kia là cửa thần các bạn. Cờ tổ quốc đang được kéo lên các bạn. Bắt đầu là cờ đã tung bay trên bầu trời của Thượng Mỗ các bạn ơi. Là cờ tổ quốc rất to và đẹp, đang lộng gió các bạn.
Bên kia thì đấy, các bạn thấy nhân dân và cán bộ xã Thượng Mỗ đang rất nhiệt tình để làm công tác lễ hội của rước tượng và khánh thành ngôi đền Đức Bà. Và bên kia cửa thần cũng đang được kéo lên các bạn. Ôi, cửa thần cũng đang được các cụ và cán bộ nhân dân thôn xã Thượng Mỗ đang cũng được cưỡng cờ lên các bạn. Ôi, hai lá cờ rất đẹp, rất hoành tráng các bạn. Đẹp quá bác ạ. Cờ Tổ quốc bên chia bên trái đã tung bay trong gió các bạn. Không gian rất đẹp, đằng trước là cái hồ nước, xung quanh là hồ nước, không gian rất đẹp các bạn. Đang lộng gió, các Tổ quốc đang lộng gió các bạn. Và cơ thần đang thượng lên. Giờ linh bắt đầu đã đến rồi các bạn. Thôi bỏ ra nhá. Thôi lô dài quá, dài rồi chứ nói rồi. Các bạn vào trong điện trong để rước Đức Bà về chính điện các bạn. Đây là cái giếng rất đẹp. Cụ năm nay bao tuổi cụ ơi? Cụ bao tuổi rồi? Tôi tuổi mụ thì 87. 87 cụ khỏe nhỉ? Tôi đúng thì 86. Vâng. Cụ khỏe đấy. Vâng. Có tuổi đúng với 88. Vâng. Bảo cái mà không nghe tiếng. Lưu ơi. Dạ lui ra. Ra ra, con Lưu. Mặt là người giết cờ.
Các bạn đang xem rước từ trên nhà thờ lên nhà thờ điện chính để thờ mẫu lên trên để chuẩn bị cho ngày khánh thành các bạn. Cái chân không phải.
Yeah.